Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda Super R1000 LR nâng cấp kẹp bị hồn phong cách Presso Racing. Các chiếc Honda Super R1000 LR sở hữu mình vẻ ngoài mạnh mẽ cùng chiếc động cơ hầm hố luôn tạo ấn tượng rất mạnh với khách hàng ở từng phiên bản. Và các bạn dựng Super R1000 LR trong clip hôm nay ở thiết kế cũ cũng như được người chơi độ theo phong cách Presso Racing, từng làm mưa làm gió một thời trong cái làng phần khá lớn. Trang ngoài bản độ được vận dụng cho mình phiên bản Presso Racing ở gốc thời điểm năm 2005. Tuy nhiên người chủ đã nhấn nhá mạnh tài cái dạng top tình trang bị từ đường đua đến việc SPK hiếm gặp xuất hiện ở những bản độ đường phố từ trước đến nay. Đầu tiên, phần tay lái được ngụy trang sau lớp vỏ bọc zin nguyên bản là cái cụm đồng hồ tốc độ được thay thế. Tiếp đến là chản ba lái CVT nguyên khối, hệ thống công tắc Supreme màu mè đơn giản, bộ tăng tốc active Park Instrument cho hành trình ga được rút ngắn đáng kể. Tiếp tục hệ thống phanh chủ lực thương hiệu của Nissan Bridge nổi tiếng ở trên đường đua. Trang bị sẵn hệ thống treo trước sau Holden thì điển. Thay đổi nhẹ nhàng nhưng tốt lên giá trị đó là bộ mâm mắt Chassis sơn cái màu tràm phong cách Presso làm chủ đề. Hệ thống phanh trước sau từ Nissan Bridge cao cấp. Hoàn thiện tác phẩm với một cái bộ số gãy đơn Glistorin cho tư thế ngồi thể thao hơn. Âm thanh thực hiện qua cái dàn ống xả Aros sử dụng full system. Ducati Tremler nâng cấp ấn tượng phong cách Gatros đến từ Thái Lan. Ducati Tremler là một trong những cái mẫu xe thương hiệu nước Ý mang cái đẹp cổ điển kết hợp với những chi tiết hiện đại ở nhiều bản độ. Sử dụng ngoại hình bắt mắt chẳng có từ khi lăn bánh, nhưng khi qua một bàn tay Baker bên Thái, chúng ta thấy chiếc xe đến từ một xứ độ nổi tiếng xây dựng theo một phong cách đường phố đặc biệt. Chủ đề Gatros mạnh mẽ, lôi cuốn. Được thiết kế tổng thể Ducati Tremler tương đồng với hệ trước đây, tay lái cào, bình xăng giọt nước, yên xe thon dài cổ điển, hướng tới từ cái chiếc Ducati Tremler 350 năm 1962. Tuy nhiên được lột xác ngoại ngục theo cái hướng là bụi bặm và phong trần hơn rất nhiều khi đến cái xưng độ Mugello chứ dành Thái Lan. Đầu tiên đèn pha tiêu chuẩn được tháo bỏ, thay đó là đèn định vị BAA thon gọn bố trí ở sau cái ốp đầu vuông tình chỉnh đến từ Mugello. Phần bình xăng kiểu giọt nước là tâm điểm cho bản độ này khi sơn cái tông màu đỏ candy kết hợp hài hòa với hai bên thân. Vị trí nắp bình xăng tim êm ở trung tâm. Ngoài ra phần yên solo được tùy chỉnh với những họa tiết nổi tiếng trên từng sợi chỉ. Trong khi phần đuôi được cúc ngắn một cách triệt để dùng cho mình cái ốp carbon đi cùng họa tiết Dragon màu tím lung linh theo từng góc nhìn. Trang chân tiêu chuẩn được nâng cấp sang hệ thống bánh cầm. Được nâng cấp hệ thống cái bánh cầm với kích thước lớn làm tăng thêm độ hầm hố chỉ xe. Bố trí các ốp tần tạo bằng carbon như vỏ bọc trước, cốt vỏ bên động cơ để tạo một diện mạo hoàn toàn mới đầy thú vị. Phô trương cái chuyển động thân hình động cơ thông qua bộ nồi liên hợp Ducati trong suốt thần thánh, con dầu CVT Racing và bộ đế chân Ducati. Vị trí buộc sau được thay thế thương hiệu của QS nổi tiếng từ trước này. Hoàn thiện cái đẹp lung linh cùng với sức mạnh qua cái dàn ống xả SC Proset Titanium Full System. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Đừng quên nhấn like, subscribe.